Có gì đâu sợ em ơi, anh mà người ta còn nói anh BD mà. Có đâu, có gì đâu BD. Có gì đâu BD. Mà chị hỏi em nè, em làm trong cái môi trường chỗ đó tiếp viên hàng không rồi cũng nhiều, sao mình không có tìm được bạn gái hả cơ? Bạn tính em nhút nhát rồi. Tự tin lên, không có cái gì chết, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nữa, chọc cho ta nữa, chưa. Mời bạn trai, bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi. Em tên là Đào Minh Anh ạ. Sinh ra và lớn lên ở quê Hà Tây ạ. Em hiện giờ đang làm việc và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở cảng hàng không quốc tế. Em làm cái khâu nào trong đó? Dạ, em làm bên phòng cháy chữa cháy ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ạ. Xin tự giới thiệu về một bài về mà em tự sáng tác mà em run quá. Mọi người có thể cho em một tràng pháo tay rồi, không ạ? Rồi, ủng hộ em. Nghe vẽ, nghe về, nghe về giới thiệu. Tên thật Minh An, sinh năm 88. Sống nơi đẹp lắm, Đà Lạt mộng mơ. Hiện nay đang làm kiểm soát chất lượng, mang nông sản sạch đến cho mọi nhà. Tính tình vui vẻ, hòa đồng lạc quan. Thích đi du lịch, mở mang đầu óc. Ưu điểm nổi bật, sáng tạo, tự tin. Nấu ăn việc nhà ra tay là xong hết, là xong hết. Biết đan móc len, cắm hoa nghệ thuật. Chăm sóc cây cảnh cho tâm an nhàn. Khả năng âm nhạc, làm thơ, đọc sách. Khuyết điểm cũng có, hậu đậu khỏi chê. Hơi lười thôi nhé, đừng chê tôi nhé. Đến đây mong gặp một nửa yêu thương. Chữ nợ, chữ duyên, song hành một lối. Em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn nghe hết cái bài về đó dễ thương lắm. Bạn nhớ gì trong đó không? Dạ em nhớ cái hậu đậu ạ. Trời ơi, bao nhiêu cái tốt không nhớ, nhớ cái hậu đậu. Không nhớ một cái thôi hả? Dạ cũng nhiều cái khác. Cái nào nữa nói thử coi. Có nghĩa là bạn ấy rất là chu toàn trong cái cuộc sống gia đình. Nấu nướng ăn là rất ngon. Cái hậu đậu em nhớ nhất. Thôi mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Ví dụ nóng tính, cái mặt em thì rất là lạnh. Có người đi ra ngoài thì bảo em là gợi đòn. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm. Em sống nội tâm ạ. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Gì? Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ rồi. Không sao cả, có thuốc hết không lo. Ngoài cái bài vẹt đó, em gái có bổ sung thêm gì về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình không? Nhiều khi á, em rửa chén em rảy rảy cho chén nó khô á, xong xoảy một cái rồi xéo nguyên một vọt, nguyên một chồng chén rễ luôn. Rồi mà nói cái chuyện bếp nút vô là... bếp là xong ngay. Xong ngay là xong ngay là xong ngay là bể hết. Em muốn hỏi là bạn nam có biết rửa chén để bù cho em cái điểm đó ạ? Cái việc nhà thì mình chắc là cũng làm được nhưng mà lười lắm. Thôi anh lười, em cũng lười, ai làm việc già. Chị đề nghị mình ăn chén mũ hay chén nhựa gì đó. Chén bây giờ nó bán ăn lần là dục luôn á, mấy đứa khỏi rửa. Dạ vâng. Dạ vâng luôn hả? Rồi xong luôn. Em có tật xấu gì không cơ? Tật xấu hả chị? Chắc hình như hết rồi chị ơi. Hết rồi phải không? Dạ. Rồi tình trường. Em đã trải qua 4 mối tình rồi ạ. Cái 3 mối tình đầu á thì giống như là mình thấy bạn bè nó có người yêu mình cũng muốn có, nhưng đúng mà cái mối thôi, đúng không? Dạ, cái mối tình thứ tư á em phát hiện ra là bạn đó không có chung thủy, bạn đó có người khác á. Thì sau khi em chia tay á, giống như là em mắc niềm tin vô tình yêu luôn á chị. Em tập trung cái thời gian của mình vào cái công việc. Cái thời gian còn rảnh thì em đi chơi, đi du lịch vậy ạ. Nhưng mà em chia tay cái mối tình cuối đó là cách này bao lâu rồi? Dạ em chia tay hơn 5 năm rồi. Thì mọi người cũng sợ em ế cho nên cũng làm mai cho em. Nhưng mà gặp cái bạn á im quá em cũng thích rồi. Lại gặp cái bạn khác á thì ngày đầu tiên đi hẹn hò thì bạn đó nói mới vừa ăn thịt chó xong. Em ơi, không thích người ăn thịt chó. Muốn hỏi bạn trai anh kia có thích ăn thịt chó không ạ? Thịt chó thì có ăn nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng không ăn. Thịt thà dữ trời. Tao nói đại nó không có đi, còn phải có ăn mà lâu quá không ăn thì tình. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao? Em thì cũng trải qua gom góp cho cuộc đời được 2 mối tình đến bây giờ. Cái mối tình gần nhất của em thì là bạn học cùng với cấp 3 với em. Cũng kéo dài được khoảng 4 năm. Wow, 4 năm thì cũng lâu mà tại sao chia tay? Dạ thì đứa nam đứa bắc chị ạ. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cái tính cách của bạn gái đấy mà mình có thể hòa hợp được. Không có tiêu chuẩn gì hết hả?
tiêu chuẩn thì nó cứ lụi lụi dần theo những tháng năm cái này. Ví dụ đi, khoảng tầm 3-4 năm trước ấy, có những cái ước mơ ai cũng muốn đẹp mà anh, ai cũng muốn có những cái một người mà người yêu mình đi bên cạnh mình cảm thấy tự hào á. Nhưng mà dần dần đến chia tay cái mối tình gần nhất á thì em đóng cửa với tất cả. Nhiều người ta cứ nghĩ em là thế nào nhỉ? LGBT á. Rồi sao nữa? Vào cơ quan thì được mệnh danh là chị Đào. Em khổ tâm lắm. Dạ em sẽ chào chị Đào. Dạ, hôm nay chị tha cho em được không? À, chị có làm gì đâu. Ở cơ quan em là em chết nặng với cái vấn đề đó. À thế hả? Nhưng mà bản thân mình có thấy mình như vậy không? Dạ không, em rất bình thường. Nếu không mắc gì phải stress? Nhiều lúc em cũng hùa theo, em tắt nước theo mưa á. Thế là em cũng cảm giác là đôi lúc nó tự ái thật. À. Ôi đâu sợ em ơi, anh mà người ta còn nói anh BD mà. Ôi đâu, có gì đâu BD. Mà chị hỏi em nè, em làm trong cái môi trường chỗ đó tiếp viên hàng không rồi cũng nhiều, sao mình không có tìm được bạn gái hả cơ? Bản tính em nhút nhát rồi. Tự tin lên, không có cái gì stress, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nữa, chọc cho ta nữa. Không có đâu. Mạnh mẽ lên, vui thoải mái lên nào. Trời ơi, ngồi buồn ngủ quá à. Ok chưa? Lên đây coi. Mạnh mẽ lên cưng. Em mong muốn cái điều em ở người bạn gái mình là những cái điều như thế nào? Cái mong muốn nhất ấy, thì muốn chia sẻ với bạn gái là em luôn coi trọng gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có xe xua đua đòi quá. Thì hiểu được ý của em rồi đó. Bản thân em thì em thích người bạn trai như thế nào? Thì em đang đặt ra một cái chiến dịch gọi là chiến dịch 4D. Đạt đúng đủ đẹp. Thứ nhất là đẹp á, bạn phải đạt chiều cao trên 1m65. Rồi. Bạn phải có sự nghiệp ổn định và có tinh thần cầu tiến. Rồi, cái đó đạt rồi đó. Đúng là bạn phải đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Cái đó đúng không em? Lời hứa với em là số 1 đẹp. Rồi, đúng giờ không em? Yeah. Chắc đi, đi em làm trái gì vào đâu đúng giờ rồi. Rồi đúng luôn. Đủ thì bạn phải là một người đủ yêu thương, có sự bao dung và lòng chung thủy ạ. Có yêu cầu tóc tai gì không? Về đẹp thì em chỉ cần một bạn ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Rồi. Rồi, chàng trai bên đây cái gì cũng có, rất là hiền hậu, nói chung là tướng tá cũng rất là phong trần đẹp trai. Chỉ có hơi hói hói chút. Được không? Được không? Nếu mà có cái khác bù lại thì cũng vẫn được ạ. Bù hết á đẹp trai. Dạ được. Em ghét nhất cái tính xấu gì của đàn ông? Tính xấu của đàn ông á thì em không thích là bày hay, mề mề, nổ, khoe khoang á. Em cũng không thích bạn như vậy, keo kiệt em cũng không thích ạ. Có bày hay không? Em có lộn xộn thôi, em không lấy. Có lộn xộn. Lộn xộn với bày hay nó như nhau. Keo kiệt có không? Không. Hơi tính toán chút đúng không? À không, cái tính toán để cho gia đình chứ không có tính toán cho bản thân. Tiền ai giữ? Em thì không có cái khiếu giữ tiền đâu, em có bao nhiêu em hết. Cái này phụ nữ thích lắm. Dạ. Được rồi đó. Rồi. Nói chung là anh phỏng vấn qua lại thấy đáp ứng nhu cầu của em khoảng 80-90%. Được ha? Dạ. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba mẹ, gia đình của dì Dượng và em gái với lại bạn của em ạ. Cả gia đình mình luôn. Dạ. Chào gia đình bạn gái ha. Rồi, nói mời chung là cô chú đại gia đình luôn. Dạ. Xin chào và chào bạn trai. Thì tôi là Trần Thị Nhớ, là mẹ của Minh An. Theo tôi thấy là cháu đây cũng được. Thì mong rằng là hai cháu tìm hiểu với nhau. Rồi, dạ. Cảm ơn gia đình ạ. Mời bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cả bạn đời của mẹ em với cả em hàng xóm ạ. Bạn đời của mẹ em ạ. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả các vị trong khán trường. Tôi là thân sinh ra Minh Anh. Minh Anh tính tình thì chính xác là hiền lành. Thế nhưng mà cũng rất quyết đoán, hơi nóng tính một chút. Nhưng ngược lại có một cái ưu điểm là rất quan tâm chăm sóc mọi người. Cái công việc nhà là làm tương đối tốt. Qua nhận xét thì thấy thế này, cháu về cơ bản là chân thành. Tất cả mọi thứ là đều do hai đứa. Chú chỉ nói một điều với cháu thế này, tương lai của các cháu là cháu tự quyết định. Phụ huynh cũng chỉ là người tác thành thôi, hãy suy nghĩ kỹ, xin hết. Dạ, cảm ơn chú ạ. Và bây giờ là thời gian để cho hai bạn trao đổi trực tiếp với nhau ha. Mình cũng hiểu được nhận xét và suy nghĩ gia đình mình rồi ha. Mở rào. Mạnh mẽ lên nào, cười tươi lên. Hả? Có ba ngồi dưới thì đừng có lo. Tự tin lên nha.
Rồi, không gian này là của các bạn đó, bắt đầu đi. Mình có lãng hoa mình tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, anh mở món quà ra đi anh. Đây là một cái nón len do em tự làm, anh đội lên thử anh. Đội lên đi, đúng rồi, đội lên là đâu có thấy gì đâu. Tưởng đâu dò quẩy. Cảm ơn em. Dạ, để em đội cho anh. Ở Đà Lạt ha, có nón đội hết thấy hói luôn, đẹp luôn. Thích hói luôn anh hả? Dạ. Ở trong đó có một bức thư của em nữa, anh đọc đi ạ. Gửi anh, điều em muốn nói. Em đã chờ chữ duyên, giữa dòng đời xuôi ngược, ngoài kia bao người qua, chỉ mình em đứng lại, đợi chờ một ai đó, nắm lấy bàn tay em. Em tìm anh lâu lắm đó, hy vọng người em tìm sẽ là anh đúng không? Minh An, cảm ơn em nhiều. Anh có quan niệm gì về tình yêu ạ? Với anh, tình yêu là chân thành, nên chia sẻ cho nhau dù nhỏ. Được cái chia sẻ đó thì mình sẽ được gắn kết rất lâu. Tính anh thì thật sự ra thì không hay nói đâu. Anh thích nghe hơn và thích được chê. Thật sự là nên chia sẻ, anh nghĩ là như vậy. Anh công tác ở Hồ Chí Minh là anh làm ở đây luôn hay là sao ạ? Anh làm ở đây. Thì em ở Đà Lạt á. Thì anh có ngại là khoảng cách không ạ? Hình như trên đấy có sân bay Liên Khương thì phải. Dạ đúng rồi. Làm sân bay muốn đi gì nào đi có gì đâu. Có được không anh? 30 phút là tới. Em không thích đi máy bay đâu. Hả? Em thích đi xe máy hơn. Trời ơi, xe máy sao đi nổi. Có những lần em cũng đi một mình, em đi phượt trên đó. Yêu nhau xa như vậy thì mình định là mình bao lâu mình mới gặp nhau một lần? Công việc của em thì thời gian cũng rảnh cũng nhiều. Yeah. Theo em ấy, em muốn anh sẽ như thế nào với em? Không, anh thử nói về cái sắp xếp của anh đi ạ. Nửa tháng anh sẽ sắp xếp tầm 3-4 ngày. Vậy là nhiều á. Anh sẽ lên đó. Em muốn là ví dụ như có một cái vấn đề về cuộc sống thì vui hay buồn gì á, thì mình cũng tâm sự, mình chia sẻ cho nhau để hiểu nhau hơn ạ. Sau này á, mà tiến tới hôn nhân á, thì lấy chồng thì mình phải theo chồng rồi, thì anh có thể sắp xếp những cái công việc cho em được không ạ? Tại vì em á, thì em học khoa nông lâm. Em thích làm dễ vận chuyển em hơn. Thích làm cái mảng nhiều tiền hay cái mảng đủ sống? Yeah. Trời ơi, hỏi câu khó trả lời. Mảng nào cũng được ạ? Không, anh cái mảng nào mà mình cảm thấy yêu thích là được. Thì em vẫn là thích hoa, thì em sẽ kinh doanh hoa. Anh rất thích một người kinh doanh. Anh cũng là một người đang kinh doanh nhưng mà kinh doanh nhỏ lẻ. Anh mong muốn rằng dù thế nào đi chăng nữa, mình hãy sống thật với cảm xúc em nhé. Dạ. Rồi, kết thúc. Chúng ta đang đối diện với người nhà của mình, ba mẹ của mình, ông bà, tất cả gia đình của mình. Chúng ta không thể nào bấm dối con tim mình được nha. Hãy làm đúng với trái tim của mình, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau nha hai bạn. Đấy, có ba mẹ, gia đình của cô gái hãy xin phép hẹn hò và gì đó. Dạ con xin phép bác ạ. Hôm nay chúng con đến đây đã làm cái duyên. Thì con xin phép bác được hẹn hò với em ạ. Rồi bạn gái nói gì với chú đi. Cái khoảng cách nó hơi xa cho nên bữa nào mà bạn lên thăm con thì bác cũng cố gắng sắp xếp cho bạn lên. Yên tâm, vé máy bay bác lo. Có gì thì đàn trai đàn gái luôn. Linh nghĩ rằng chú có một vài lời cùng với đàn gái đi ạ. Mình giao lưu với nhau đi giao chú ạ. Chút đi. Đi đâu sau này đâu là sau mình này su gia mình đó. Sẽ là su gia thật sự thì sao? Xin phép với các bác này, các cháu ấy. Con chúng ta bây giờ có tuổi rồi. Thực sự là hôm nay nó là một cái duyên. Vâng. Cái này là duyên ông trời ông định. Và có ông Tơ bà Nguyệt đứng ở đây ạ. Thế cho nên là thôi thì trước mắt là trước lạ nhưng mà sau quen. Thế thì hôm nay chúng ta gặp mặt. Thế còn tôi thiết nghĩ là khi các cháu đã có cái động thái là đồng ý với nhau thì chúng ta sẽ có những cái mà gặp gỡ sau này. Thì cháu An cũng có những cái lo lắng, nhưng cái điều đó cũng không là vấn đề gì cả. Cái quan trọng là thương yêu nhau. Thế còn công việc thì ông trời ông định rồi, đâu sẽ vào đó hết ạ. Thấy hai cháu nó đến với nhau mà đó là một cái
cái duyên. Hai cháu nó có hơn ảnh sau này thì để nó tìm hiểu với nhau. Dạ, dạ vâng. Rồi. Cảm ơn gia đình ạ. À, thưa cô, thưa chú á, và rất nhiều người đang ngồi ở vị trí cô chú bây giờ họ đã làm xui với nhau tại chương trình Bạn Muốn Hò này, và mong rằng một ngày sớm nhất cô chú cũng sẽ gặp nhau để chúng ta bàn cái chuyện của hai đứa nhỏ nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ, con xin phép bác ạ. Thích người phụ nữ có làn da trắng, mềm mại, mát mẻ, mịn màng, măng mê mới mùi mẫn. Trời ơi! Anh có ghen, ghen dữ không ạ? À? Có ghen chứ em. Vậy em có ghen không? Dạ có chứ. Vậy mình hợp nhau đi. Trời đất. Còn bây giờ mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Thôi, giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, đại diện họ nhà trai. Chào em. Xin chào chị Cát Trường, đại diện họ nhà gái. Chào xin em. Chào bạn gái kế bên. Dạ, xin chào họ hàng nội ngoại hai bên. Xin giới thiệu là em tên Võ Văn Thừa, em đến từ trái đất. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Gì? Trái đất hả? Dạ. Tỉnh nào? Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Biết miền Trung rồi nhưng mà ở miền đâu? Miền Trung nó rộng lắm em. Dạ em ở miền Tây anh. Em ở Định Bến Tre. Năm nay em 31 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên phòng của ban quản lý chợ Gò Vấp. Thì công việc chính là đếm tiền. Em làm gì ở chợ Gò Vấp? Nhân viên thủ quỹ. À, rồi mời em gái. Em tên là Kim Thoa, 29 tuổi và đang kinh doanh về hàng quần áo và may mặc. Quê gốc của em thì cũng ở Bến Tre, nhưng mà hiện tại thì nhà em đang ở Vũng Tàu ạ. Em cũng đang sinh sống làm việc tại quận Gò Vấp ạ. Ồ, sao hai người là trùng hợp dữ vậy ta? À, bạn gái bên kia là ở Bến Tre ở huyện nào vậy? Dạ, em ở huyện Bình Đại anh ạ. À, mình ở Ba Tri. Dạ. Hiện tại bạn ở Gò Vấp ở phường nào ạ? Dạ, em phường 5 Gò Vấp ạ. Phường 5 Gò Vấp thì... Dạ. Địa điểm mình làm việc cũng tại phường 5 luôn. Vậy là đi chợ hàng ngày vậy em. Ủa em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Em ca hát được, biết làm những công việc nội trợ. Và ngoài ra thì những công việc linh tinh về điện nước em làm được hết. Giỏi. Điểm em yếu. Thích làm điện lắm chị. Có không có điện giật. Em làm cho có điện luôn. Hỏi có bị điện giật lần nào chưa? Dạ chưa. Điểm yếu là gì? Em sợ độ cao, hay là nói chuyện cũng không khéo, sống theo nội tâm. Sợ độ cao mà thích làm điện. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em rất là dễ tính, dễ hòa đồng, cũng hay rất là thích cười, rất là chu đáo, biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là em dễ tính quá nên cũng dễ bị ăn hiếp lắm. Lưu số điện thoại anh kia liền, mai mốt ai ăn hiếp ở khu vực phường 5 gọi dắt, gọi điện cho anh liền. Không có gì anh sẽ bảo vệ cho em. Bảo vệ ha. Dạ hy vọng là vậy ạ. Rồi, tình trường mình sao em? Em cũng đã có hai mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì em cũng chia tay cũng được 1.5 năm rồi. Lý do? Ảnh hơn tuổi em cho nên là cái lối suy nghĩ nó hơi khác biệt với nhau. Ảnh cũng hơi gia trưởng và hay ghen nữa, cho nên là tụi em không có tiếng nói chung và dẫn đến là chia tay. Nên em cũng sợ quen bạn trai mà ghen dữ lắm. Để em hỏi ảnh thử coi ảnh sao. Không biết là anh có ghen hỏi ghen đi, hỏi ghen, đi ghen dữ không ạ? Có ghen chứ em. Vì yêu mà ghen mà. Dạ ghen đúng thì được ạ, chứ đúng đừng rồi. Có ghen linh tinh hay là cái gì cũng ghen nữa là không được ạ. Vậy em có ghen không? Dạ có chứ. Vậy mình hợp nhau đó. Trời đất. Tình trường em sao em? Dạ em trải qua được một mối tình 2 năm, sau đó thì chia tay. Lý do? Tại ghen quá hả? Dạ không, lý do là em không thích người phụ nữ lăng nhăng. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cân đối thôi, cao từ 1m55 đến 1m6, và người phụ nữ nó phải có tóc. Thì sao dạ, không có tóc? Trời, chứ tóc ngắn hay tóc dài thôi chứ sao không có tóc? Em dạ. Làm như em tóc nhiều lắm vậy đó. Dạ tại vì em tóc ít nên em thích người phụ nữ tóc nhiều nó bù qua. Và dạ, thích người phụ nữ với tóc dài. Hồi em học cấp 3 em thích vuốt tóc với bạn nữ mà em bị quýnh hoài, mà quýnh hoài cũng không bị không bỏ được cái tật đó. Nó hôm qua quay vuốt tóc mình không? Vuốt riết nó vậy đó. Rồi gì nữa không em? Dạ thích người phụ nữ có làn da trắng, thứ nhất là mềm mại,
mát mẻ, mịn màng, măng mê mới mùi mẫn. Trời ơi, làm thơ đồ nha. Ủa với mấy người đen là sao em nóng nực hay em? Dạ không biết nữa, em chưa có đụng vào nên em chưa biết. Đụng không, đây tôi cho đụng nè. Nè đụng coi. Dạ chị da, da trắng đen mà. Còn da có mịn màng không? Sao? Mịn chị. Dạ, mịn hả? Dạ. Này ôm thì nó làm sao? Chưa ôm nên chưa biết. Ôm thử luôn không? Dạ không được. Cái điều gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ là ăn nhậu, cờ bạc, hút chích, xăm mình, nói nhiều. Nhìn cái kiểu ông là gia trưởng dữ lắm. Dạ không, em không có gia trưởng. Em hơi kỹ tính xíu à. Kỹ tính xíu nữa hả? Dạ em thì con út trong gia đình, ba mẹ cũng đang hối thúc. Nếu được thì trong năm nay. Mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ mọi thứ có ba mẹ lo. Sướng quá vậy? Dạ con út mà chị. Về ở với ba mẹ luôn đúng không? Dạ không, em ở Sài Gòn. Em làm việc tại Gò Vấp và ở trên ở Hóc Môn. Nhà mình hay là nhà thuê? Dạ nhà em. Nhà mình mua luôn? Dạ. Hay là ba mẹ mua cho? Ba mẹ mua cho. Trời sướng quá vậy, ông con út cái gì cũng được thưởng hết trơn ha. Dạ. Rồi thôi. Thôi được rồi, có nhà có cửa, công việc ổn định là ngon lành thôi. Đặt trai ta hơi bị ngon á. Em có thích người đàn ông ít tóc một chút không? Để dạ. Qua xem bạn gái coi sao nha. Dạ ít thì cũng được nhưng đừng ít quá chị. Không à, rồi đó mẫu người lý dạ, tưởng em sao em nói cho anh Linh nghe đi. Em cũng thích là bạn trai biết quan tâm, chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình, cũng là bờ vai vững chắc để cho em tựa vào. Vững được. Đàn trai không phải anh khen bên anh chứ, đàn trai là dễ thương, hài hước, vui vẻ, hòa đồng, mịn màng. Nhưng mà đây đang lo nè, thằng gái đang lo là gì? Lo gì? Ví dụ như công việc của em cũng độc lập, cũng hay đi làm hay đi ra ngoài đó, thì không biết là tính ảnh có chịu được người phụ nữ độc lập như em hay không? Chịu không em trai? Dạ em thích người phụ nữ tự lập. À. Anh này là anh thủ quỹ, anh giữ tiền giỏi lắm. Dạ. Cho nên mốt lấy nhau về chắc chắn tiền trong nhà là anh giữ rồi đó. Dạ không, cái này để cho vợ giữ chứ ơi. Chắc không? Dạ chắc. Rồi anh thấy được đó nha. Anh thấy hợp đó. Dạ. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với các chị em của em ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn trai bên đây. Chào em. Em là chị họ của Thoa. Chị Thoa thì vui vẻ, hòa đồng, với lại giỏi giang trong công việc. Còn em thấy bạn nam bên này cũng vui, cũng có thể hợp. Nếu hai bạn có tìm hiểu thì cho cơ hội đến với nhau. Em thấy anh vui không? Dạ em thấy anh vui. Vui là được rồi. Có đi với em được không? Rồi cho gặp em ruột cái đi. Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường với mọi người ở đây ạ. Chị em thì cũng dễ tính lắm, chắc chắn với anh chị là chị em nấu ăn ngon. Còn em thấy anh bên đây thì cũng được, mà không biết anh có hút thuốc không anh? Không, mình không có hút thuốc. Có thể là hợp với chị em á. Thì có gì thì em nghĩ hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau qua chương trình này. Dạ có gì em nói giúp như vậy. Rồi, hay quá. Rồi được rồi, cảm ơn. Trai đi với ai? Hôm nay em đi với em họ và hai chị đồng nghiệp. Dạ xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp của Thừa. Thừa ơi, chị thấy bạn Thoa bên đây rất là hợp với Thừa đó. Thì chị thấy Thừa cũng đáp ứng được 90% rồi đó. Dễ thương, trắng trẻo, mịn màng. Chị nói cho Thoa yên tâm là Thừa là không có hút thuốc. Dạ. Không có gia trưởng. Giống như Thừa có giới thiệu là Thừa kỹ tính. Dạ. Mà kỹ là kỹ trong công việc. Thì dạ, có thể cho nhau cơ hội đi. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình kéo màn cho hai bạn Thoa Thừa gặp mặt. Kéo màn lên. Bắt đầu đi Thừa. Dạ. Nhiệm vụ của em tới rồi đó. Dạ anh chào anh. Tặng em. Dạ em cũng có món quà. Em có thể mở cái này luôn. Em tặng em một cái khăn tròn. Hy vọng cái khăn này nó có thể quấn cổ hai ta khi mà mùa đông lạnh tới. Dạ rồi em khăn cổ hai ta. Toàn luôn đi. Quấn luôn đi em. Thừa mở khăn lên toàn đi Thừa. Cái khăn này có thể quấn cổ hai ta. Móc vô hai ta luôn nha. Có anh rồi, không à. Dạ anh cũng có thể khui thử quạt của em. Dạ. Bỏ luôn vậy đó hả? Dạ tại ngành nghề của em cũng là may mặc, tuy là em chưa bán áo nam nhưng mà em cũng hy vọng là cũng có thể sản xuất hay là làm những cái áo cho bạn nam của mình mặc. Thử coi coi như thần giao cách cảm, nhiều khi đo trúng tướng anh Quyền Linh á. Để người ta chăm sóc. Cái này tao bứt cái mạc thôi. Rồi bẻ cổ áo xuống cho bạn trai đi, ngồi tâm sự luôn cho nó đẹp. Đó. Rồi. Hai bạn ngồi xuống đi. Cũng vừa. Vừa ha, đẹp ha, cái khăn với cái áo lát đi chơi luôn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Khi mà gặp anh thì nó hơi khác với trí tưởng tượng của em lắm. Cảm thấy là anh cũng gần gũi, dễ gần. Có đẹp trai không?
Dạ, dạ đẹp trai ạ. À, lúc trước anh đẹp lắm, giờ anh đỡ nhiều rồi đó. Dạ. Không hài hước. Anh cảm nhận về em như thế nào mà khi nhìn thấy em? Nhìn em dễ thương, vui vẻ, chung là hợp với anh khoảng 80%. Dạ. Em có thường hay về quê không? Dạ, nhà em thì ở Vũng Tàu cho nên em cũng ngày lễ, các ngày nghỉ là em cũng hay về lắm ạ. Không có về Bến Tre chơi không? Dạ, Bến Tre thì một năm thường thường là em sẽ về khoảng 2 lần. Là... Dạ, ngày có đám tiệc gì đó thì em mới về. Dạ. Thì công việc của em chắc cuối tuần rảnh đúng không? Cuối tuần cũng bận, nhưng mà nếu như mà thông báo trước với em cũng có thể sắp xếp được các ngày ạ. À, vậy hôm nay báo anh luôn, báo với em luôn là mời em cuối tuần này về quê anh chơi. Nhà có tiệc, em sắp xếp được không? Dạ, báo em trước thì em sẽ cố gắng sắp xếp ạ. Hôm nay báo rồi nè, cuối tuần này. Dạ rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp rồi. Giờ sao mình thuyết phục người ta đi rồi cuối tuần người ta mới về quê mình chứ. Vấn đề ở đây ta bấm nút người ta mới về quê. Dạ. Thuyết phục đi. Công em. Việc của em này có đi ra ngoài thường xuyên hay là ở một chỗ? Dạ, công việc của em cũng đi ra ngoài thường xuyên lắm anh. À, tại bên em là cũng hay làm về may mặc á, cho nên em cũng thường xuyên đi xem hàng hóa với lại là cũng giao hàng cho khách. À, nếu mà chúng ta hẹn hò thì em nghĩ khi nào chúng ta có thể tiến đến hôn nhân được? À, bất kỳ thời điểm nào mà cả hai cảm thấy phù hợp nhất thì cả hai đến với hôn nhân, em không quy định vào thời gian đâu ạ. Em nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? À, em nghĩ cuộc sống hôn nhân là phải có sự tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau và nhường nhịn lẫn nhau nữa. Em nghĩ những cái điều đó sẽ dẫn đến cái cuộc hôn nhân bền vững và lâu dài và tạo nên cái hạnh phúc cho cả hai ạ. Dạ, còn anh quan điểm như thế nào về hôn nhân và tình yêu? Phải hiểu. Dạ. Thứ hai là phải chung tình. Dạ, em cũng có suy nghĩ cũng giống như anh vậy đó. Em có câu hỏi nào hỏi thêm anh không? Em muốn hỏi anh là hiện tại là anh đang ở Hóc Môn ạ. Đúng rồi, đang ở Hóc Môn. Dạ, thì sau này mà nếu như mà mình thì đến với nhau thì mình ở Hóc Môn luôn hay là mình về quê hay là... Ở Hóc Môn luôn em. Ở Hóc Môn luôn ạ. Dạ, làm việc ở trên đây thì ở trên đây luôn. Hát bài tỏ tình với bạn gái trước khi bấm nút coi. Dạ. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chim ngự hồng anh. Hay quá. Em cảm nhận như thế nào? Chắc cũng là một người rất là chu đáo, cũng rất là biết quan tâm và chia sẻ. Em nghĩ dạ. Bây giờ cô ấy sẽ trả lời cuối tuần này có về quê em hay không qua cái nút bấm. Các bạn đủ bản lĩnh để suy nghĩ có nhấn nút hay không? Đủ bản lĩnh để có thể đến với nhau hay không? Quyền quyết định của các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đẹp đôi lắm đó. Hôn nhau đi. Vuốt ve mềm mại gì đó. Vuốt ve vui vẻ. Giờ này là của bạn đó. Xin phép. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Một chiếc TV UBC TV, TV màn hình LED công nghệ Nhật Bản sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Đây là dòng TV cao cấp sản xuất theo công nghệ Nhật Bản đấy nha. Chúc mừng hai em nha. Cố gắng nha. Vậy là cuối tuần này sắp xếp về nhà bạn trai chơi nha. Có tiền. Dạ. Ê, còn thêm này nè. Thấy cái áo này nè, cái khăn này nè. Gì đâu, quấn cổ hai ta gì đó hồi nãy đó. Rồi đi đi. Đó. Quấn vô chặt nha. Rồi. Đó. Đi đi.